Alo, xin chào mọi người. Rất vui được gặp lại mọi người trong một video clip tiếp theo của mình trong ngày hôm nay. Thì mình có đi ve chai mua được một số món đồ, hôm nay chia sẻ với cho quý vị, chia sẻ lên cho quý vị cùng xem ha. Không nói dài dòng nữa, mình sẽ giới thiệu các món đồ của mình nè. Đầu tiên đó là mình mua được hai cái cuộn chì hàn với giá 26.000 trong cái tiệm bán đồ điện. Nói đùa thôi, hai này mua mới, bây giờ chị hàng sao nó mắc quá, cũng gì tới 13.000. Lúc trước nó có 3-4.000, 5-6.000 gì, bây giờ mắc quá. Nghiên cứu dở mà toàn là ấy không. Sưu tầm được cái lo Sony. Lo này cũng không có xài gì đâu, cái phải cái lo mà là cái máy radio Sony. Cái này quá cổ, sưu tầm về đang mà chơi thôi, trang trí thôi chứ không làm gì. Sưu tầm được cái mạch này là cái mạch hấp của mạng máy tính. Sưu tầm để lấy cái này, nó công nhận tốt ghê, thì lấy mấy cái bóng đèn led này nè, nhìn đã. Led này 5V nè, mình dùng cấp thử 5V cho nó ra sao. Đẹp chừng nào nó đi. Rồi mình sẽ kẹp một chân nào đó đi. Đấy. Rồi mình sẽ chạm vô chân khác thôi. Không có hiện tượng gì xảy ra hết luôn. Đây sáng nè. Mấy con led là nhìn đảo quá. Nè, sáng rồi, sáng led nè. Đụng vô con led nó sáng nè. Mình sẽ sử dụng mấy con led này để chế cháo được chơi. Thấy cũng đạo được. Sưu tầm được 3 cái quạt. Cái quạt này là cái quạt xài pin con thỏ con ó gì nè. Quạt này cái quạt dây chai mất tiêu đích rồi. Lấy cục pin ra thử luôn. Ô, còn quay luôn nè. Quay luôn. Ô mát à, cái quạt này mà, quạt này ngon nè, mát à. Ơ nhưng mà nó có cấp độ à, bị gãy cái này nữa. Ê. Nó bị gãy cái này à. Cái này phải lấy đồ dán ở đây mới được. Đấy. Bên trong này nó hơi dơ. Tháo ra vệ sinh lại. Đấy. Còn xài được luôn. Tháo cục pin ra đi. Dạ, tháo cục pin khó dữ. Tháo cục pin ra khó quá. Rồi, được cây quạt. Ngon. Đây là cây quạt nữa, mà nó cũng mắc cái nắp ra đít luôn rồi. Cũng gắn cục pin vô thử luôn, con cục pin này gắn vô thử luôn. Ấy còn quay luôn nè. Ấy ba mức đàng hoàng luôn. Quay luôn nè. Mình thì quạt này thì mình cũng nhà mình cũng không có nhiều lắm. Mua dây chai được cũng đây mình mua dây chai được nhiêu đây nữa nè, chưa có đem ra khoe với quý vị nữa. Còn nữa đó, hai tay cầm mới 4 cây, còn trên kia còn 4-5 cây nữa. À, đây nữa nè, đóng quạt nữa. Mua kia rồi không biết làm gì. Bữa nào mở cái đại hội là đại hội phe quạt. Quạt này cũng xài được. Đây là cái quạt xài pin. Chỗ này nè.
xài hai cái viên pin. Quạt thỏ, quạt ít hư lắm, nhưng mà tốc độ nó yếu lắm. Mua được cái này, cái máy bắt mũi hay là cái máy xông hơi gì nè. Đầu vô là cổng thay xi. Lúc mua nó dơ lắm, mình vệ sinh sơ sơ lại. Bên trong đó nè, biết đi làm gì nữa, kệ. Đây đây, mua được cái đèn. Cái đèn này ngộ à, cái đèn cây này cảm ứng. Còn chỉ đèn nữa nè. À, đây nè, công tắc này là công tắc gõ vô cái đèn nó hơi sáng sáng lên nè. Bóng đèn sáng yếu lắm. Cái đèn sạc điện để nó ra đi. Mua được cái này xài 3 pin. Cái này là mấy vị biết gì không? Cái này là cái két sắt mini, két sắt của mấy đứa nít chơi á. Cái này là xài 3 pin. Mình có 13 viên pin, bây giờ mình có pin 5V nè. Cái 5V là mình sẽ cấp thử vô rồi. Cấp sao ta? Đây, lên đây. Qua đây, lên đây, qua đây. Vậy là đây là dương, đây là âm. Rồi, bấm thử coi. Ủa sao không lên ta? Vô à. Đấu lộn không? Dương âm, dương âm. Vậy là đúng rồi mà. Sao lộn được? Kiếm 3 viên pin gắn vô coi. Chờ mình chút. Đây mình có 3 viên pin nè, gắn vô cho nó chắc ăn luôn coi. Pin này 3 viên không giống nhau nữa. 1 viên, 2 viên và 3 viên. Rồi bấm. Ô, vô, dính nè, dính nè, vô, vô, vô. Ô, là sao ta? Mở không được. Cái này mà mở ra cũng có tiền, cũng cười xỉu. Cái này là két sắt mini dành cho mấy em bé. Thì thường nó sẽ là các con số 9, con số 0. 1, 2, 3, 4, không đúng. 1, 2, 3, 4. Ê, đúng, đúng nè, đúng nè, đúng nè. Đúng nè. 1, 2, 3, 4. Pin này yếu, nó không có mở được cái cửa. Lấy viên pin khác cắn vô. Đó, đúng rồi nè. Mở được cái cửa thân kỳ. Cứng dữ vậy. Sáng đèn xanh rồi kìa. Đấy, mở được rồi nè. Ý, trong nó có cái nẹt, đóng lại. Đó. Đó. Ok nè. Đấy, két sắt lấy pin ra. Cái đèn này nó cháy hoài mà không có pin mình cũng cháy nữa.
Rồi, để cái sắt đây luôn. Tiếp theo là mình mua được cái nào ta? Cái mạch. Cái này cái mạch này cái mạch sạc của gì đâu không biết nữa. Mạch nè. Mua được một đống cái này cái giá 30k hết này nè. Lấy được mấy con chiếc áp, mấy con điện chở. Cắt nó ra đi, để tùm lum á. Mua được mấy con này, mấy cái mấy này. Lấy mấy chiếc áp này làm chuyện. Mấy cái tụ, mấy điện chở, mấy con tụ gốm. Cũng được, cũng êm quá chứ. 30k thì nó cũng được. Đấy. Mấy con diod nữa. Đấy. Rồi. Tiếp theo là mua được cái này không biết cái gì nữa nè. Cái này là cái mạch này mình thấy ở trên này chắc con ở dưới này là ampe hay gì, cái gì mà ao ra hay gì mà lum hết trơn nè. Để mình là vệ sinh nó sơ nó một cái. Chờ nó một cái mới được. Đấy. Rồi sau khi vệ sinh xong thì tạm thời làm gì đi. BV là gì, SV là gì, sinh viên à, phóng viên à. Ở đây nó có, mình thấy dưới này là chắc đầu ga, trên này là đầu vào nè. Đâu mình cấp điện 5V nữa, nó có được cái giống gì không ta. Lên gì không? Dễ gì lên. Ngược lại ok. Năm vôn là không lên rồi đó. Bây giờ 12V coi. Đây nó không để dương âm gì hết trơn. Đây nó tê tê, cái này nó tê tê. Thấy nó lên luôn. Hay là cái này nó xài bằng điện sóng nè. Rồi, cái này để nghiên cứu sau đi. Khó quá, cho qua đi. Rồi, mình mua được nãy này với chữ rồi. Này, để đây luôn đi. Cho qua. Đây, mua được một đống bánh xe luôn. Mấy cái này chứ khi cần cũng không có kiếm cũng khó lắm à. Lúc bình thường thì nó vậy đó, nhưng mà tới lúc cần thì đây mình mua cái gặp đi cho chơi, là gặp này mua không có nhiêu tiền chứ. Và mua được ở đây nè, cái này là cái đống này gồm có ba con linh kiện nè, móc phép rồi transistor rồi thêm mấy con CPU nữa nè. CPU này là gì ta? Intel Pentium. Nói chung là ba con linh kiện, ba cái bà cái mạch led, hai cái mạch led, băng tụ 25V 2200 microfarad. Đấy. Đây thêm đóng nữa nè, thêm đóng cái con này nữa nè, con ba chân,
phết, mấy cái mạch nữa, mình một đống phết luôn. Đấy. Ở đây nữa. Miếng nhôm tản nhiệt. Chà bá luôn. Tụ. Rồi mấy con ba chân. Đấy. Và cuối cùng đó là mình mua được một đống sợi dây. Đống sợi dây này thấy gì chứ kiếm khó nè. Hàng như đây là dây cáp micro USB nè. Coi xài được không? Micro USB. Ô xong cái này nó ngộ ta. Mới thấy luôn á. Đó, xài được nè. Vô luôn nè. Cộng dây này im ta. Dây này có thương hiệu luôn á, có cái chữ in trong này luôn nè. Dây này mua cũng mấy ngàn. Rẻ gì là mấy ngàn á. Ngon. Nhiều cộng lắm. Có cái cộng này nữa nè, cộng này là cái cộng xài micro USB gắn vô chuột nữa nè. Phải dễ kiếm cộng này đâu, mấy chục ngàn á. Này nè. Rồi thêm mấy cộng micro USB đóng nó, nói chung là được ngớ dây này nè. Đấy, đây nữa nè. Chắc thử ra. Không mau phật mồm, my god. Vô không? Để vô luôn nè. Xài được không à? Rồi. Thì ngày hôm nay mình có đi ra chai và mua được một số món đồ nó nhỏ linh tinh vậy, chia sẻ lên cho quý anh em cùng xem, cho những người mà có cùng sở thích với mình xem cho vui thôi ha. Thôi, xin chào, hẹn gặp lại quý vị trong các video clip tiếp theo của mình. Bye bye.